Muốn phí điểm thì phải tập thể thao các bạn. Muốn phí điểm thì phải tập thể thao nha các bạn. Hello. Xin chào các bạn. Ngày mới. Xin chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân nha các bạn. Xin chúc các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Ngày nào cũng vậy nha các bạn. Sáng nay đi chợ mua mình tổ bún các bạn. Giờ mình đang mình cũng đi đi chèn bò. Bún này các bạn. Ăn xong rồi mình đi lên mua bò. Mời các bạn nha. Mình xong mà mình cũng đi làm công việc hai ngày các bạn. Lần mới uống bánh bò cho nên. Ăn hết các bạn. Thì mình thay đồ. Rồi mình đi chân bò các bạn. Hello, lại đây mình nữa đây. Chào các bạn nha. Nói chung là cuộc sống dù gì buồn hay vui, hay là gặp bất kỳ trong hoàn cảnh nào các bạn hãy cố gắng vui lên và vượt qua nha. Phải tích cực nha. Tại vì trong cuộc sống mình, trong mình chỉ được cha mẹ sinh ra mình có một lần, chỉ có một lần bọc thôi. Tại sao mà thí dụ vui hay buồn thì mình chọn cái vui đi các bạn. Nha các bạn. Vui buồn gì nó cũng có một lần các bạn. Vậy cho nên phải chọn niềm vui nha các bạn. Tại vì bất kỳ trong hoàn cảnh nào các bạn, mình phải chọn niềm vui nha các bạn. Chứ mình chọn cái buồn, nó buồn lắm. Mình phải chọn niềm vui. Tại vì mình sinh ra chỉ có một lần. Và chết đi trẻ chỉ có một lần. Không thể nào thay đổi được nha các bạn. Thôi một lần nữa chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân ha. Giờ mình lên mình mở bò cho nên các bạn. Mới.
không? Thế à? Mưa cái giờ mưa. Mưa à. Mưa à. Bây giờ mình lùa tới chỗ nơi thả bò các bạn. Cái cò của mình nè. Ở mình mà giờ cái giờ để mình cọc cho anh em. Cọc cho anh em cho cái con trên đây là có nó hơi già các bạn. Giờ mình cọc ăn đây rồi ăn đậu mình chặt cỏ trên đây mình vác xuống cho anh em, cho nếu mình cọc dưới kia mình vác xuống xe lắm các bạn, đau lưng lắm. Mình bị đau lưng. Nên mình vác xe không có được, nên mình cọc đây. Cọc đây mấy nghĩ nó phá cỏ hết các bạn. Mấy nghĩ nó phá cỏ hết. Ăn con tiền cỏ nước không nấu. Nên mình phải cọc được cái cỏ cho anh em. Cỏ xanh mơn mởn đi lên kè cũng có nói cục cục hết. Cái thanh long nhà mình này các bạn, bữa mình có quay một cái video quay cái thanh long này các bạn. Hôm nay nó ra trái rồi các bạn ơi. Cái bự không? Đây này, già. Đây là bông. Để trái. Cho bông nữa các bạn. Cũng nỗi lòng mình nở ra đẹp này các bạn. Nở ra đẹp, trắng bóc, đẹp lắm. Đây mới ra nụ. Bây giờ mới trồng cho mà đất có tốt quá các bạn. Nó ra sai lắm. Đó, đây. Nó mới rè rè cái nhánh mà trái không à. Bè thấy không? Sai không? Đừng có bông gì mà mơ nữa đó. Mơ nữa là đẹp mà. Đó. À, nữa đẹp rồi bạn. Trái và cái trái. Đây nó hết lứa đây nó ra lứa khác nữa các bạn, chứ không phải một lứa đây không đâu. Bông nó đẹp rồi. Cá sữa nhà mình. Đứng cao mình quay về cho các bạn thấy nè. Ngút ngang bên đây cũng có chúa mình luôn. Thôi thời lượng video mình cũng xếp hết nha các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc và hạnh phúc bên người thân. À, chúc sức khỏe của các bạn được dồi dào sức khỏe để làm những công việc sắp tới. Mình không xin chào tạm biệt các bạn. Phải nhớ ủng hộ cho Huy bằng một cái bấm đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn nha.